Ngọc xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Xin chào mừng các cô chú, anh chị em và các bạn đã ghé thăm kênh của Ngọc, Minh Ngọc Cuộc Sống Mỹ. Thú vị, trong cái video này, Ngọc xin chia sẻ cái lệnh mới được ban hành áp dụng cho hầu hết người dân ở California. Cái lệnh này tiếng Anh người ta gọi là Limited Stay at Home Order. Tiếng Việt người ta, Ngọc tạm dùng là cái lệnh có giới hạn, cái lệnh giới nghiêm, ha quý vị ha. Thì cái lệnh này nó áp dụng cho ai, khi nào có hiệu lực, rồi như thế nào, chi tiết như thế nào, Ngọc xin chia sẻ sau đây quý vị nha. Ngọc mời quý vị theo dõi tiếp cái video này và rất mong quý vị hãy cho Ngọc một cái like nếu quý vị thấy những cái thông tin Ngọc chia sẻ ở đây hữu ích. Thống đốc của tiểu bang Cali, ông Newsom, ông cũng đưa lên cái thông tin về cái lệnh này ở trang Twitter của ông, cũng như là bên trang của Bộ Y tế Công cộng của Cali, người ta cũng tải lên cái này. Ngọc sẽ dịch cái lệnh này cho quý vị xem nha. Cái lệnh này á, người ta không có nói rõ ràng đâu quý vị, nó rất là chung chung. Ngọc nghĩ cái lệnh này á, giống như là người ta kêu gọi cái lòng tự, cái sự tự giác của người dân như vậy đó. Thì Ngọc sẽ chia sẻ chi tiết, nhưng mà bây giờ Ngọc tóm tắt như vậy nè. Cái lệnh này có hiệu lực vào ngày mai, ngày 21 tháng 11, và kéo dài một tháng. Như vậy nó sẽ có hiệu lực từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12 năm 2020 nha quý vị. Và áp dụng cho 40 quận mà có màu tím á. Trong tổng số 58 quận của Cali thì chỉ có áp dụng 40 quận thôi. Nhưng mà vì 40 quận này nó dân đông cho nên là đã chiếm hết 94% dân Cali rồi đó quý vị. Và lệnh này không có áp dụng cho những cái người vô gia cư. Rồi đây là những cái hình ảnh mà quý vị thấy là cái bản đồ này gần như là màu tím hết. Đó, 58 quận nha, 4 quận màu tím hết rồi. Màu tím có nghĩa là đang ở một cái giai đoạn là tier 1, là giai đoạn báo động đó quý vị, bởi vì cái ca nhiễm nó lây lan nhanh nha quý vị nha. Rồi bây giờ cái chi tiết của cái lệnh này á, nó liên quan đến cái việc là mình đi lại giữa những cái hộ gia đình, rồi mình tiệc tùng với những cái gia đình mà sống không có cùng hộ gia đình của mình á, rồi những cái gì mà nó không có cần thiết thì đừng có đi ra đường vào từ 10 giờ sáng 10 giờ đêm đến 5 giờ sáng. Bây giờ Ngọc sẽ dịch cái lệnh này cho quý vị theo cái nguyên văn luôn nha. Này cho quý vị, để quý vị thấy cái lệnh này nha. Cái lệnh này được đưa ra bởi Bộ Y tế Công cộng, Department of Public Health của California, đã đưa lên vào ngày 19 tháng 11, gửi tất cả người dân ở Cali. Đây là một cái lệnh Limited Stay at Home Order. Thì Ngọc xin dịch cái này sang tiếng Việt như thế này. Sau khi đánh giá về cái tốc độ tăng trưởng chưa từng có trong thời gian qua, liên quan đến cái đại dịch COVID-19 này trên khắp tiểu bang California, Bộ Y tế Công cộng Cali CDPH đang thực hiện các hành động ngay lập tức để ngăn chặn cái sự lây lan của virus. Những cái hành động tức thời này á, nó sẽ làm giúp cho cái việc giảm lây lan trong cộng đồng, bảo vệ những cái cá nhân, những cái người mà có cái nguy cơ mắc bệnh cao hoặc là cái nguy cơ tử vong cao đối với vậy, và người ta giúp cho cái việc là giảm cái sự quá tải của cái hệ thống chăm sóc sức khỏe của Cali, cũng như là hiện giờ người ta nói là nếu như mà mình giảm được cái việc di chuyển và trộn lẫn của những cái người dân Cali với nhau, ví dụ như là mình không có là ở chung nhà, không có cùng hộ gia đình thì đừng có nên gặp nhau chẳng hạn đó quý vị, thì cái điều này nó sẽ làm giảm cái việc lây lan bệnh và giảm cái ca nhiễm mà nhập, gọi là những cái ca nhập viện do cái COVID và những cái ca tử vong do COVID đó quý vị. Vì những cái lý do đó, cho nên với tư cách là một cái quan chức của Bộ Y tế Công cộng của tiểu bang, tôi ban hành cái lệnh này, cái lệnh Limited Stay at Home Order này có hiệu lực ở các cái quận cấp bậc 1, Tier 1, cái màu tím, gọi là yêu cầu tất cả các cuộc tụ tập với các thành viên của các hộ gia đình khác và tất cả các hoạt động được thực hiện bên ngoài việc cư trú, chỗ ở và hoặc là những cái chỗ tạm thời với các thành viên của các hộ gia đình khác sẽ chấm dứt từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng. Quý vị, như vậy từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng thì đừng có đi hẹn hò với hàng xóm hay là bạn bè nha quý vị, đừng có tụ tập tiệc tùng. Cái này á thì người ta nói là except
Thì cái này là những cái mà người ta nói là những cái trường hợp này sẽ không có áp dụng cho nè. Ví dụ như là những cái trường hợp ngoại trừ những cái hoạt động liên quan đến vận hành, bảo trì hoặc là sử dụng cơ sở hạ tầng quan trọng theo yêu cầu của pháp luật. Đó, đây là những cái trường hợp ngoại lệ nha quý vị. Lệnh này không áp dụng cho những cái người vô gia cư. Đó, những cái cá nhân mà rơi vào cái tình trạng không có nhà ở thì không có áp dụng cái luật này. Không có cái điều gì trong lệnh này ngăn cản bất kỳ số người nào trong cùng một hộ gia đình rời khỏi nơi cư trú, chỗ ở hoặc chỗ tạm thời của họ. Như vậy á, cái này á, người ta nói á, là người ta không có cấm nha quý vị, người ta không có cấm là ví dụ như là mình ở chung một nhà, ở chung một hộ gia đình thì người ta không có cấm mình rời cái khu mình nha quý vị. Nhưng mà nhiều khi á, mình đi ra rồi mình gặp gỡ những cái người mà khác hộ gia đình á, là cái việc đó người ta cấm từ 10 giờ sáng đến 5 giờ tối. Rồi lệnh hạn chế này á, là nó sẽ làm giảm cái cơ hội gọi là lây nhiễm cái bệnh này, với cái mục tiêu là giảm cái số giờ mà các cá nhân ở trong cộng đồng có thể là tiếp xúc hòa trộn với những cái người khác bên ngoài cái hộ gia đình của họ. Mọi can thiệp để giảm bớt sự pha trộn của các hộ gia đình là điều rất là quan trọng trong cái quá trình gọi là trong cái quá trình hiện giờ tỷ lệ gia tăng đối với vị đó, đại khái là vậy. Hiện giờ ở tháng 11 là tăng khoảng 50% trong tuần đầu tiên của tháng 11, chẳng hạn người ta đưa ra ví dụ là vậy. Đặc biệt các hoạt động được thực hiện trong khoảng thời gian từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng, thường những cái hoạt động mà không có thiết yếu á, thì nó có khả năng liên quan đến những cái hoạt động xã hội tụ tập. Hả quý vị, đó những cái hoạt động gì á, mà không có thiết yếu thì đừng có đi ra đường từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng. Cái điều này á, là nếu như mà mình tuân thủ thì mình sẽ góp phần là đẩy lùi cái dịch bệnh này. Ngoài cái việc mà không có đi ra ngoài trong cái khoảng thời gian 10 giờ đêm đến 5 giờ sáng thì mình nên là đeo khẩu trang và giữ cái khoảng cách nhé quý vị, social distancing. Rồi đây là cái lệnh này sẽ có hiệu lực vào lúc 10 giờ tối ngày mai, tức là ngày 21 tây tháng 11 năm 2020. Lệnh này sẽ có hiệu lực ở những cái quận hạt có màu tím trong cái bản đồ, và những cái điều khoản của cái lệnh này sẽ áp dụng vào tối, như vậy vào tối giờ PS, gọi là giờ Cali á. Đó, cho nên là hiện giờ người ta sẽ áp dụng cái lệnh này đến ngày 21 tháng 12 nè quý vị. Đó, ký tên. Đó, thì Ngọc sẽ chiếu qua cái màn hình này. Bây giờ quận nào nè, đó, những cái quận này nè quý vị. Những cái quận này là màu tím hết nè. Đó, 40 quận nha. Đó, quý vị thấy không? Đó, LA, Riverside, Orange County, San Diego. Đó quý vị thấy không? Đó, những cái quận đó là màu tím hết đó. Ồ quý vị ơi, ngày ngày hôm bữa Ngọc có chia sẻ cái điều này, nhưng mà Ngọc cũng xin nhắc lại ở đây luôn. Tuần trước á, là đã có cái lệnh về đi lại, người ta lệnh có cái lệnh là Travel Advisories. Thì những cái tiểu bang có áp dụng cái lệnh này đó là Cali, Oregon và Washington. Nếu như mà quý vị từ những cái tiểu bang khác vào ba cái tiểu bang này thì quý vị phải cách ly 14 ngày nha. Hoặc là từ những cái nước khác mà về lại ba cái tiểu bang này phải tự cách ly 14 ngày. Người ta yêu cầu mình tự cách ly nha quý vị. Đó, có thể là tự cách ly ở nhà hay là ở ở đâu đó, tùy quý vị. Hoặc là từ Cali mà quý vị ra những cái tiểu bang khác mà mình vào lại cái tiểu bang của mình, hoặc là vào Cali, hoặc là Oregon, hoặc là vào Washington State, thì các bạn cũng tự tự cách ly 14 ngày luôn. Đó quý vị, đó là cái yêu cầu của họ về cách ly và travel advisory. Và Ngọc cũng xin cảm ơn quý vị đã theo dõi cái video này. Hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo, và đừng quên chia sẻ, đăng ký và like giúp Ngọc nha mọi người. Bye bye nào.